Truy cập ngay robotsiêurẻ.com, website bán robot rẻ nhất Việt Nam và cực kỳ uy tín. Ngoài ra, chỉ với 10.000 đồng, bạn sẽ có cơ hội sở hữu lên đến 8.000 robot. Còn chăng chơi gì nữa, nhanh tay truy cập ngay robotsiêurẻ.com để hút robot cực rẻ nào. Cam kết rẻ nhất thị trường, không rẻ không lấy tiền. Nếu bạn có những thử thách thú vị, hãy comment phía dưới video nha. Mình sẽ cho bạn lên sóng, V. Nhớ like và subscribe nữa nha. Ok, và hello anh em và chào mừng anh em quay trở lại với channel của mình và mình là Đô đây. Ok, và clip ngày hôm nay thì mình sẽ làm một cái content nó khá là lạ, nó khá là mới ở trên cái kênh YouTube của mình. Thì cái content này thì mình nghĩ là sẽ khá là nhiều anh em thích đây. Đấy, khá là nhiều anh em thích luôn. Và như tiêu đề mà mình cũng đã có ghi, đó chính là một cái series về gọi là những cái thử thách mà anh em đặt ra cho mình, hay nói tóm gọn lại trong một chữ đó chính là thách. Và sau cái tập này thì mình rất là mong anh em sẽ cho mình gọi là nhiều cái thử thách mới mẻ hơn, hấp dẫn hơn, và mình sẽ cố gắng tìm mọi cách để có thể thực hiện được những cái thử thách đấy của anh em, ngoại trừ cái việc mà công bảo tôi ăn cứt nha. Ồ, kiểu gì cũng có ông comment vào bảo em thách anh ăn cứt đấy. Thôi bỏ qua nha. Ok, và sau một thời gian thì mình cũng đã thu thập được một số cái thử thách đến từ vị trí của mọi người comment, và mình sẽ cho anh em lên sóng và let's go nào, chúng ta sẽ cùng nhau đi thôi. Wow, amazing.
Ok, vậy là mình đã hoàn thành hết gọi là những cái thử thách của anh em rồi nha. Còn những anh em nào có những cái thử thách nào xịn sò hơn, chắc chơi hơn, khó hơn nữa, comment bên dưới đi chứ. Toàn mấy thử thách dễ thế này quá là easy anh em ơi. Ok, và nếu anh em thích video này nhớ cho mình một like và một subscribe, và đừng quên ấn chuông thông báo để nhận được những video mới nhất từ mình nha. Và ok, sắp tới mình sẽ tiếp tục làm về cái series thách này nữa nha. Ok, bye bye mọi người. Giờ thì nghe nhạc giải trí nào.